Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền Đồng Thủy Chứng Giám. Kính thưa đại chúng, chúng ta thường nghe một câu phát nguyện ở trong những thời sám hối rằng: con nay phát tâm không phải vì cầu quả vị thanh văn duyên giác cho đến Bồ Tát quyền thừa, mà chỉ y vào tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện cùng với hết thảy chúng sanh ở trong pháp giới đồng chứng định vô thượng chánh định chánh giác. Vậy thì thưa quý vị, vô thượng chánh định chánh giác là ngôi Phật quả mà tất cả sự tu tập của chúng ta đều muốn hướng về, và đó cũng là mục đích cuối cùng trong sự tu học của chúng ta. Có phải như vậy không thưa quý vị? Như vậy thì để thành tựu cái ngôi vô thượng chánh định chánh giác này, chúng ta cần những gì và chúng ta hiểu nó có những gì? Khi chúng ta hiểu ngôi vô thượng chánh định chánh giác tức là năng lực của một vị Phật như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới có sự phát tâm mạnh mẽ. Còn nếu chúng ta không hiểu rõ, chúng ta mơ hồ ở trong cái quả mà mình sẽ chứng đắc trong tương lai, thì tất nhiên ở hiện tại chúng ta không có sự khát khao tinh tấn. Mà khát khao tinh tấn là một trong những nguồn động lực giúp cho chúng ta nhanh chóng thành tựu tất cả mọi sự ước nguyện. Đây là những điều mà chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm của mình và thấu hiểu, thì chúng ta sẽ có một năng lực giác ngộ nhanh chóng. Vậy thì thưa quý vị, ở trong Kinh Pháp Hoa, phẩm số 2 này được gọi là phẩm phương tiện. Phẩm phương tiện là một phẩm mà trình bày tất cả diệu hạnh của 10 phương chư Phật cho chúng ta thấu hiểu. Thế thì thưa quý vị, phương tiện nghĩa là gì? Chúng ta hiểu một cách nôm na, phương là phương pháp, là phương thức. Tiện là gì? Là tiện ích, là tiện nghi. Đây gọi là phương tiện. Có phải thế không thưa quý vị? Phương là phương pháp, tiện là tiện ích, là tiện nghi. Chúng ta hiểu nghĩa đen, nghĩa gần gũi nhất là như vậy. Nhưng khi chúng ta hiểu sâu xa ra thì chúng ta sẽ hiểu khác đi. Đó là gì? Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi Ngài chứng đắc ngôi vị vô thượng ở tại cội Bồ Đề cho đến khi Ngài Niết Bàn ở tại rừng Ta La, trong suốt thời gian đó, những gì của Ngài làm tất cả đều là phương tiện. Vì sao? Bởi vì nó chỉ là phương tiện để cho chúng ta đạt được một loại trí tuệ vô biên. Loại trí tuệ này không thể nào dùng phương tiện ngữ ngôn, không thể nào dùng tư duy nói năng mà có thể mô tả và chứng đắc được. Đây là điều mà chúng ta hãy chiêm nghiệm xem, hư không bao la, nó có mặt khi vạn vật xuất hiện. Từ cơ sở hình tướng của vạn vật mà chúng ta hình dung ra hư không bao la. Cảnh giới hư không bao la do trí năng tưởng tượng của chúng ta hình dung mà thành tựu. Nhưng chúng ta nhìn xa ra nữa, sâu ra nữa, thì chúng ta hiểu rằng Phật trí vượt ra khỏi hư không bao la. Thì làm sao chúng ta có thể dùng cái gì mà mô tả được? Cho nên chúng ta quay trở lại vấn đề
thấy tất cả những gì Đức Phật làm trong suốt 45 năm đều là phương tiện. Để chi? Để giúp chúng ta thành tựu trí tuệ siêu việt ở trong tự tâm vốn có của chúng ta. Mà chúng ta gọi đó là gì? Là Phật trí. Thưa quý vị, các vị hãy nghe một câu kinh đầu tiên, để rồi chúng ta cùng nhau phân tích lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy. Chúng ta liên tưởng đó là khi Ngài đã nhập ở trong định, định gì? Vô lượng nghĩa xứ. Và sau đó từ định Ngài an lành mà dạy, bảo với tôn giả Xá Lợi Phất, tức là bảo cho một vị đại trí ở trong hàng thanh văn, ý nói rằng đây là loại trí tuệ, đây là pháp mà chúng ta phát nguyện tu tập thực chứng. Tôn giả Xá Lợi Phất như là căn cơ đại diện cho chúng ta, cho những ai mong cầu chứng đắc Phật trí. Này Xá Lợi Phất, trí tuệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí tuệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật đều không biết được. Chúng ta hiểu câu kinh này như thế nào? Một câu này thôi thưa quý vị, nhưng chúng ta hãy hiểu đây là mô tả bốn loại trí của Phật, mà chúng ta thường gọi là gì? Là Phật trí, là Như Lai trí, là tự nhiên trí và vô sư trí. Phật trí, Như Lai trí, tự nhiên trí và vô sư trí. Bài hôm nay học hơi mệt này. Vậy thì Phật trí là gì? Chúng ta hiểu là nói về gì? Nói về tất cả mọi lý thuyết mà Đức Phật mô tả tự tánh vốn không sai biệt của chúng sinh. Đó là thiên hình vạn trạng đều sai khác, nhưng tự tánh là tánh không vô ngã. Tùy duyên mà biểu hiện hình tướng có sai khác, nhưng tự tánh bên trong đều là vô ngã, cho nên nó đều có chung một tánh là tánh không. Cái gì cũng là nằm trong tánh không, cho nên mới nói rằng đây là gì? Đây là vô sai biệt. Trí nhận thức được tất cả mọi nghiệp lực biểu hiện của chúng sanh, nhưng mà ở trong đó thì chúng ta vẫn thấy rằng nó đều mang trong mình đặc tính vô ngã vốn không của các pháp. Cho nên nhìn ở trên phương diện tự tánh vốn không mà chúng ta xem dạng vật đều vô sai biệt, nhưng nhìn vào mặt biểu hiện nhân duyên nhân quả thì thiên hình vạn khác. Đây là cái cách nhìn của Phật trí. Thứ hai, đó là gì? Là Như Lai trí, tức là gì? Là trí biết tất cả các pháp đều là không, nhất thiết chủng trí, thật trí và nhất thiết trí đều như nhau, đều tất cả là không. Thứ ba là gì? Thứ ba là tự nhiên trí, tức là tất cả cái loại trí nó biết một cách tự nhiên. Chẳng hạn như khi Đức Phật thành đạo, Ngài nói rằng ai có thể thấu hiểu được cảnh giới của ta. Lúc bây giờ Ngài nghĩ đến hai vị thầy đầu tiên, hai vị thầy tối cao đương thời, đó là A-la-la và Úc Đầu Lam Phất. Thành ra Ngài nghĩ giờ đây ta đến độ cho A-la-la là người đầu tiên. Nhưng rồi lập tức Ngài cũng biết rằng A-la-la đã tư trần cách nấy 7 ngày. Một vị thì tư trần cách nấy 7 ngày, một vị thì tư trần cách nấy cách này một ngày, tức là từ trần đêm hôm qua. Và ngay lúc đó Phật cũng biết rằng là A-la-la sau này hưởng hết phước báo ở cõi trời kia, rồi đó làm cái gì. Và Úc Đầu Lam Phất cũng vậy, trí biết như thế này gọi là trí biết tự nhiên. Trí biết tự nhiên này, nếu chúng ta muốn đạt được nó thì nếu bằng con đường du già thì chúng ta hiểu rằng đây là một loại nhận thức thực tại không thông qua bất cứ một sát na si lý nào. Loại trí này ở trong đời sống chúng ta thỉnh thoảng có gặp. Ví dụ như đầu tiên chúng ta gặp một người nào đó ngồi nói chuyện với người ta, trước khi nói chuyện chúng ta có cảm nhận rằng đây là một người an lành, đây là một người tốt, đây là một người bình an. Đây là loại trí rất là sát, rất là chính xác. Nhưng mà khi chúng ta gần một người nào đó chúng ta thấy bất an, rồi một lát sau chúng ta bị sự thuyết phục của họ, thì đấy là do năng lực, khả năng thuyết phục của họ mà làm chúng ta bị sai lầm. Cho nên cái linh tính mách bảo là một loại trí, nó thường biểu hiện ở trong trí tự nhiên. Nhưng mà
chúng ta ít có khi tu tập định tâm để phát huy nó. Thành ra chúng ta bị trí năng phân biệt, tức là những loại cảm thọ do kinh nghiệm đem lại. Thế là nó ảnh hưởng nhận thức của chúng ta về mặt chân lý. Cho nên trí tự nhiên ban đầu như là một loại linh tính mà Đức Phật đã phát huy nó một cách trong sáng, cho nên gọi là tự nhiên trí, tự nhiên biết, tự nhiên thấu hiểu. Đến ở một quốc gia nào, chúng ta có thể đi tìm đến bảo tàng, chúng ta tìm đến ngôi chợ, chúng ta tìm đến những chỗ mà cư dân thường mua bán vật dụng sinh hoạt. Chúng ta có thể hiểu được là quốc gia đó như thế nào, trải qua quá trình lịch sử, trải qua những cái cảm thọ buôn bán, người ta ăn mặc như thế nào, dùng những cái thực phẩm gì, là chúng ta hiểu rằng chúng sanh đó đang tồn tại ở trong quốc độ như vậy, như vậy. Đây gọi là trí tự nhiên. Trí thứ hai, là loại thứ ba là loại trí vô sư. Tức là tự nhiên ở trong tâm mình nó phát ra một cái hiểu biết mà không có học, không có ai dạy mình hết, tự nhiên mình biết. Cái loại nhìn vào biết thì đây gọi là trí tự nhiên. Còn trí vô sư là tự nhiên mình thấu hiểu, tự nhiên mình biết cái vấn đề nó như vậy, không ai mách, không ai bảo mình, tự nhiên mình biết. Cái loại trí vô sư này rất là hay. Chúng ta đến ở quốc gia nào cũng vậy, thưa quý vị. Chúng ta hiểu chung trên vũ trụ này, đó là con người yêu chuộng sự hợp lý. Sự hợp lý là gì? Là chẳng hạn như mua bán là thuận người bán vừa người mua, là một sự hợp lý mà tất cả chúng sanh đều phải tuân thủ. Thì ở trên cơ sở đó chúng ta tự chiêm nghiệm mà ra. Chúng ta cứ thử làm một cái bài thi, chẳng hạn như chúng ta đi thi lái xe. Chúng ta không biết chữ, thấy nó vẽ hình. Chúng ta biết rằng là tình huống đó, mấy chiếc xe đó, chiếc xe nào đi trước, chiếc xe nào đi sau, như vậy là hợp lý mà an toàn. Thì đó cũng là một cái loại trí vô sư. Tự mình hiểu ra như vậy đó. Như vậy thì thưa quý vị, đây gọi là trí của Phật. Trí của Phật chúng ta hiểu rằng là một loại trí không thể nào nghĩ bàn được. Chúng ta cứ hình dung xem một thái tử đi tìm kiếm đạo giác ngộ hết sức là nhọc nhằn, tìm những vị thầy khổ hạnh rừng xanh, không biết bao nhiêu khốn cùng mà ngài chưa từng trải qua. Nhưng năng lực giác ngộ của ngài không có bao nhiêu so với phàm nhân. Nhưng mà khi đạt được bốn loại trí này thì chúng ta hình dung khi ngài mới có 35 tuổi đến tại chỗ tôn giả Ca Diếp Bà. Tôn giả Maha Ca Diếp độ cho ba anh em Ca Diếp. Và lúc bây giờ cái vị Đại Ca Diếp luôn luôn ngã mạn cho rằng là Sa Môn Cự Đàm mặc dầu như vậy nhưng cũng không bằng ta đã chứng đạo chơn. Đến rồi là Đức Thế Tôn lúc bây giờ thị hiện vô lượng phương tiện đến ở tại cõi nước này, đến tại cõi nước kia, dùng thần thông quảng đại, nhưng mà Ca Diếp vẫn dính mắc ở trong tự ngã của mình, cho rằng Thế Tôn không bằng ta, bởi vì chỉ có ta mới chứng đạo chân. Đến rồi lúc đó có một trận lũ lụt dữ dội nổi lên, và lúc đó là Đức Thế Tôn đang ở trong một cái động thất mà chúng ta gọi là thạch thất. Cái động đá này nước sâu và nước lụt ở dòng sông Hằng nhấn chìm cả động đá. Và lúc đó thì Ca Diếp dẫn theo cả cái hàng ngàn đệ tử của mình, xin lỗi, 500 đệ tử của mình, nghĩ rằng ôi thật là thương xót, Sa Môn Cự Đàm có một cái tướng hảo thật là kỳ diệu, thật là xinh đẹp, mà hôm nay phải gặp nạn thế này, thật là thương xót. Cho nên ông ta đã cùng với 500 đệ tử kéo ra bờ sông xem tình thế nào có thể cứu được Sa Môn Cự Đàm hay không. Thì lúc bây giờ nhìn thấy cả một cái màn đêm đen tối, nhưng khi đi ra tới bờ sông thì thấy Đức Thế Tôn đứng ở trên mặt nước một cách tự tại, hào quang sáng ngời, và chân của ngài không dính nước. Maha Ca Diếp nghĩ rằng là Thế Tôn, Đức Sa Môn Cự Đàm hơn ta một chút, ta cũng đứng được ở trên nước, nhưng chân ta dính nước. Nhưng mà không bằng ta mới là chứng đạo chân. Lúc đó Đức Phật mới nói rằng Maha Ca Diếp, ngươi chưa có chứng đạo chân, ngươi thật là cố chấp, ngươi là người ngu si vô trí. Ta đã bày ra bao nhiêu phương tiện, ta đã dùng bao nhiêu phép thần thông để khai thị cho ngươi mà ngươi vẫn còn cố chấp. Thì lúc bây giờ bằng phương tiện Đức Phật đã quở trách vô số, và tôn giả Maha Ca Diếp mới
mới giật mình, mới chụp lạy xuống và cầu đạo giải thoát như nơi Đức Phật. Sau đó thì hai người sứ đệ của Ngài cũng lần lượt quy y Đức Phật và trở thành hơn 1.000 vị tỳ kheo đầu tiên. Lúc đó Đức Thế Tôn làm gì cho họ thấy? Đức Thế Tôn sử dụng 3 loại khả năng của một vị chứng đắc. Đó là gì? Đó là gì? Là thần thông giáo hóa, tức là cho họ thấy năng lực siêu việt của một Đức Phật như thế nào. Đức Phật đã hiện thân to lớn lên tới tận cung trời Phạm Thiên, tay sờ mặt trời, rồi đi trên hư không như là đi trên mặt đất, lội vào nước như là đi trên đất liền, ngồi thiền kiết già ở trên hư không giống như là chim bay tự tại. Thần thông của Phật bất khả thư nghị, hiện ra 18 tướng thần biến. Đức Thế Tôn còn dạy rằng đây là gì? Đây là cái kiếp quá khứ, kia là kiếp tương lai, bao nhiêu những gì đang diễn ra ở trong vô lượng kiếp Đức Phật đều biết, và hết thể chúng sanh Phật cũng biết rõ như là nhìn thấy trái Amala trong lòng bàn tay. Và loại thứ ba là Đức Thế Tôn dạy rằng đây là điều nên làm, kia là điều không nên làm. Hãy gì? Hãy dứt tất cả việc ác, làm tất cả việc lành, giữ cho tâm mình trong sạch, hay còn gọi là 8 vạn 4.000 oai nghi của một đấng đại tỳ kheo đều Đức Phật dạy rõ ở trong bài pháp đó. Như vậy thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta thấy ba năng lực siêu việt, đó là thần thông biến hóa, thần thông ký thiết và thần thông giáo hóa của một đấng giác ngộ đã thể hiện. Nhưng thưa quý vị, nó mầu nhiệm như thế, nó lớn lao như thế, nhưng chúng ta chỉ hiểu rằng đó đều biểu hiện từ Phật trí. Mà nếu như muốn có Phật trí, người ấy phải thành tựu năm yếu tố, năm gọi là năm tính chất của gì? Của Phật trí. Đó là gì thưa quý vị? Thứ nhất là thể tánh của trí. Thể tánh của trí là gì? Là chân, là chân như thật tướng, ly ngôn tuyệt tướng. Tức là gì? Là cái loại trí này không có còn dùng tất cả mọi cái khả năng tưởng tượng hoặc là những cái quy ước khái niệm trong một thời gian mà mô tả được. Chúng ta dùng cái gì? Chúng ta đi học, đó là chúng ta tập ghi nhớ những mẫu từ, chúng ta tập ghi nhớ những gì trong quy ước của toán số, của văn tự, và cứ thế chúng ta tập thuận theo những khái niệm, những quy ước và phân biệt này, thì chúng ta trở thành một cái thói quen mà chúng ta gọi là tích lũy kiến thức. Ai tích lũy càng nhiều và xử lý thông tin càng nhiều càng tốt thì người đó được thời gian cấp cho những cái mảnh bằng cao hơn. Cho nên chúng ta gọi là học đại học là gì? Là người ấy tự mình có năng lực tích lũy kiến thức và xử lý thông tin, hay là tích lũy thông tin và xử lý thông tin theo một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó, qua một số cái quy ước nào đó, thì thế gian công nhận người đó có trình độ đó, có khả năng đó. Nhưng thưa quý vị, nó đều dựa ở trên cái khả năng phân biệt và hình tướng. Thành ra ở trong khoa học nó nói có hay là không. Có là hiện tượng có, không là hiện tượng không. Nhưng nó không biết rằng cái có là về mặt hiện tượng, mà cái không là nói về cái tánh của cái có đó. Cho nên cái chữ không của đạo Phật khác với không của khoa học là ở điểm này. Thành ra chúng ta bị nhầm lẫn cái không của khoa học với cái không của đạo Phật. Chúng ta hiểu cái không khoa học là gì? Là hiện tượng không và hiện tượng có. Đó là có và không của khoa học. Thế hiện tượng không có được chứng minh, không có được bộc lộ thì khoa học gọi đó là không. Nhưng mà chúng ta hiểu cái không trong đạo Phật là ngay trong có nó không. Cho nên bàn tay này nó là có, nhưng bàn tay này tánh nó là tánh không, chứ không phải đợi khi bàn tay này hủy diệt mới gọi là không. Thành ngay khi nhận thức những hiện tượng đang tồn tại, thấu rõ thật tướng tánh không, đây gọi là không của đạo Phật. Chúng ta hiểu rõ chưa hả? Từng câu từng lời thầy chia sẻ với vị phân biệt như vậy để thấy rằng là có một loại trí mà nhận thức được là tánh như thật, ly ngôn tuyệt tướng, thì đây chính là trí Phật. Nghĩa rằng là gì? Chúng ta trả hết những gì tích lũy lại ở trong lòng của chúng ta để chúng ta đi vào ở trong một cái cõi không bất tận, và ngay nơi đó chúng ta có thể thấy được tâm của mình, thì đó mới gọi là người thấy được tâm, là người chứng đắc. Còn đi vào cảnh không mà không thấy gì hết và chúng ta ở trong cảnh giới đó an trú gọi là ngoan không. Không này là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, chứ không phải là không của đạo Phật. Như vậy thì thưa quý vị,
trí tuệ này là một trí tuệ rất là siêu việt, mà chỉ khi nào chúng ta rời tất cả tướng, lúc bây giờ chúng ta mới chứng đắc được ly nhất thiết tướng, tức Phật. Ly nhất thiết tánh tức là thấy tánh. Tánh đây chính là tánh Phật trí. Nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Muốn thấy được Như Lai không thể dùng sắc mà vào, không thể dùng âm thanh mà thấu triệt. Ly nhất thiết tướng tức nhất thiết pháp, tức là thấy được tất cả pháp. Những câu này ghi lại ở trong Lăng Nghiêm, trong Kim Cang rất rõ ràng. Như vậy thì thưa quý vị, tướng thứ hai, yếu tố thứ hai của trí Phật đó là gì? Là nghĩa tướng của trí tuệ. Đó là gì? Tức là căn bản trí, hậu đắc trí, toàn là những loại trí mà sau khi chúng ta đã thanh lọc tham sân si, nó đạt được vô lậu, năm căn chuyển thành gì? Hả? Thành sở tác trí. Ý thức chuyển thành gì? Diệu quan sát trí. Mạc na thức chuyển thành gì? Bình đẳng tánh trí. A la gia chuyển thành gì? Đại viên cảnh trí. Như vậy thì tất cả lúc bây giờ thức nó không còn hữu lậu rơi rớt trong ba cõi, mà nó biến thành trí sáng ngời. Hay nói cách khác, vàng đã được tinh luyện, không còn tạp ố, cho nên đây gọi là vàng rồng. Trí lúc bây giờ toàn là trí sáng ngời, đây gọi là trí của Phật. Trí gì nữa? Cái trí này nó phải có gì? Chúng ta gọi là trợ bản trí. Từ chuyên môn gọi là trợ bản trí, tức là gì? Là cái đạo bạn hỗ trợ cho trí này phát sinh. Đạo bạn hỗ trợ cho trí này phát sinh, đó là những cái pháp tu hàng ngày của chúng ta. Lục độ ba la mật, trì chú tụng kinh niệm Phật, tất cả đều giúp cho trí phát sinh. Cho nên tụng kinh tức là minh Phật chi lý, giúp cho trí phát sinh. Chúng ta tu tập lâu quá mà trí không sinh là biết tu sai rồi. Tu mà thấy mình hiểu được nhiều hơn, mình an lạc hơn là biết mình đang mon men đúng đường. Còn nếu như mà chúng ta tu mà càng ngày càng làm giáo chủ, mà giáo chủ của U Minh, gọi là U Minh giáo chủ, thì xong rồi. Xong rồi. Chúng ta biết rằng là đừng có cho rằng là con niệm Phật mấy chục năm là hay ho. Niệm Phật mấy chục năm mà không hiểu gì cả, không biết gì cả thì là sao được. Cho nên mỗi khi chúng ta học là chúng ta tập phân biệt ở trong trí Phật. Nhờ đó mà chúng ta gần với Phật trí. Phật trí là đạo hóa mà chúng ta mong cầu. Vậy thì thưa quý vị, đó là gì? Là trợ bản trí, tức là những cái loại nào đỡ cho trí này phát sinh. Thì chỉ có gì? Chỉ có văn tư tu, chỉ có giới định tuệ. Đây là những loại giúp cho Phật trí phát sinh. Còn tất cả thế gian pháp không phải là trợ bản trí của Phật. Thế gian pháp chỉ làm chúng ta có khả năng phân biệt được kiến thức khoa học, hiện tượng sinh diệt của các pháp, nhưng mà đến một kiếp nào khác chúng ta không thể nào nhớ được nữa. Chẳng hạn như bây giờ thầy nói cô Hiền Lương học cho tiến sĩ bác sĩ, bây giờ cô chích cái ven thầy xem, không bỏ lâu rồi, tay chân nó cứng, làm được. Thầy Mạnh Thác ngày xưa ở tại Mỹ học 4 bằng tiến sĩ. Lúc đó người bạn học lớp mà tiến sĩ y khoa của ngài á là giám đốc bệnh viện An Bình. Thầy hỏi là tại sao ông không chữa bệnh cho quý ngài mà ông phải nhờ bạn của mình. Ngài nói rằng là hồi đó bây giờ làm mình nhớ. Hồi đó học cho vui, lấy bằng để vui thôi, xong rồi nó quên hết. Thì cũng nhớ những cái gì, mỗi ngày phải ăn cái gì, biết cơ thể mình cần cái gì, ăn mấy bát, mấy tô, món đó, món kia. Rồi ngày đó là phải đi trong vòng 12 giờ đồng hồ, cho nên không có được đi vệ sinh. Vậy thì cần uống bao nhiêu nước, trước đó phải ngừng nước như thế nào, lúc nào nói cái gì, lúc nào nhắm mắt lại. Thì ngài chỉ rành rẽ như vậy thôi đó. Và có thể điều khiển được cái cơ thể mình, nó chịu đựng ở trong một cái thời gian sinh hoạt. Phải biết rằng ở trong đoàn đó mình không thể nào đi tắt ngang vệ sinh được. Thì á, cái cách như vậy, sinh hoạt như vậy. Nhưng mà kiến thức rõ ràng không có nhớ được nữa. Chúng ta học máy tính từ lúc nhỏ, bỏ 7 ngày sau nhiều khi không có được cập nhật hiện tại, có thể là không theo kịp, trở thành người lạc hậu rồi. Phải vậy không à? Còn đặc biệt là chết kiếp này, qua kiếp sau thì làm gì còn nhớ nữa. Phải không? Quên hết. Chúng ta kiến thức tài chính, kiến thức gì đi nữa chúng ta cũng quên hết. Bởi vì đó là pháp thế gian nó mục rửa.
Nó không phải là trí vô lậu. Nhưng mà trí vô lậu của Phật là phải văn tư tu giới định tuệ. Đây gọi là gì? Đây là trí vô lậu. Trợ duyên như vậy, hôm nay các vị đang văn đây này, đang tư đây này, đang tu đây này, đây chính là chúng ta đang đi vào trí vô lậu của Phật. Phải hiểu như vậy. Thành ra ở trong mắt của Phật Pháp á, tất cả những loại trí của thế gian chỉ là gì? Chỉ là cái pháp sinh diệt. Mà đến khi chúng ta đạt được cái trình độ giác ngộ của một bậc á, là thánh quả, chứng thánh quả, thì tất cả loại trí thế gian này không có ý nghĩa gì nữa. Không có ý nghĩa gì nữa. Nó không bao giờ theo kịp cái trí Phật. Thành ra chúng ta cầu Phật trí là như vậy. Hãy nên cầu Phật trí hơn là cầu trí thế gian. Rồi cái trí tiếp theo, cái tánh chất của trí Phật thứ năm, đó là cảnh giới của trí. Cảnh giới đó là không, hoặc hữu, hữu vi, vô vi, hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu. Tất cả các cảnh giới của thế gian này, trí này đều biết rất rõ. Đây là cái tánh chất của trí. Tánh chất của trí nó như vậy, cho nên mới gọi là gì? Là trí tuệ Phật thầm thâm. Vô thường thầm thâm, vi diệu pháp. Chứ thầm thâm như vậy mới gọi là sâu xa. Chứ sâu xa chúng ta không có hình dung được nó sâu xa như thế nào. Là tự thế thầm thâm, nghĩa tướng thầm thâm, nội chứng thầm thâm, ý chí thầm thâm và vô thượng thầm thâm. Đây gọi là gì? Đây gọi là trí thầm thâm của Phật. Hay chúng ta có thể hiểu tiếp lại là loại trí vô thượng siêu xuất tam giới là pháp vô thượng tịch diệt vẹn lành. Đây là cảnh giới của Phật trí. Có ai biết không? Ở trong tâm chúng ta hãy trở về với tự tánh thanh tịnh của loại trí này. Đây chính là quá vị mà chúng ta cầu chứng đắc. Nó siêu việt như vậy, nó sung sướng như vậy, cho nên ngàn đời thánh hiền đều cầu loại Phật trí này. Nhưng mà không khéo, cho nên đi lên đi xuống trong ba cõi, đến hôm nay chưa giác ngộ được, rồi lại tiếp tục cầu Phật trí. May mắn ở trong thời mạt pháp, chúng ta có thể lấy nghe được chánh pháp của Như Lai. Đây là nhờ công đức, nhờ phước báo mà chúng ta đã tích lũy trong nhiều đời. Ngày hôm nay hy vọng chúng ta lắng nghe điều này và chúng ta cùng phát tâm cầu Phật trí thanh tịnh. Muốn cầu Phật trí thanh tịnh, chúng ta phải có nhân. Nhân là gì? Nhân là cái nguyên nhân đưa đến kết quả. Kết quả là Phật trí, thì nhân hôm nay phải có sự tu hành. Nhân tu hành phải dựa vào những nguyên tắc mà chúng ta cần phải tuân thủ. Nếu không có nguyên tắc, chúng ta không thể thành tựu. Không tuân thủ dạo và quá trình xây dựng nhân duyên đó thì làm sao hình thành Phật trí? Mà muốn hình thành Phật trí, cái nhân của nó bắt buộc đó là chúng ta phải thực hiện bốn đại tông chỉ. Bốn đại tông chỉ là nguyên nhân để hình thành Phật trí. Cho nên Bồ Đề Phật Quốc chúng ta tuân thủ theo bốn đại tông chỉ để hình thành Phật trí. Thứ nhất là thân cận thiện sĩ, thứ hai lắng nghe chánh pháp, thứ ba như lý tác ý, và thứ tư pháp tuy pháp hành. Đây là nguyên tắc mà chúng ta phải tuân thủ. Cũng giống như nước một giọt rơi ở trên đầu nguồn, tuy khô cằn nắng hạn, trong cái cõi tâm nắng hạn bởi gì? Bởi phiền não của chúng ta. Nhưng mà giọt nước thanh tịnh Phật pháp này cứ rơi mãi, rơi không ngừng nghỉ với bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, thì chúng ta sẽ biết rằng nước này nó dâng lên tràn cả suối nhỏ, tràn cả sông nhỏ, lấp cả sông lớn và lấp đầy cả đại dương. Đại dương bao la cũng không ngoài từng giọt nước. Chúng ta có đủ lòng kiên cố, bền bỉ hay không? Đây chính là điều mà chúng ta tự đặt câu hỏi ở trong cõi lòng của mình. Vậy thì thưa quý vị, chúng ta đi vào bốn nguyên tắc đó là chúng ta sẽ gì? Sẽ đến được với Phật trí bao la mà chúng ta gọi là dự lưu chi. Đây là bốn yếu tố bắt buộc chúng ta phải đi như vậy thôi. Nếu như chúng ta đi sai với nguyên tắc này, không bao giờ chúng ta đến Phật trí. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Bồ Đề Phật Quốc chúng ta chọn bốn nguyên tắc này làm bốn đại tông chỉ để chúng ta hành động hàng ngày. Đi tu tập mà không có tông chỉ, không có phương hướng thì làm sao chúng ta đến? Cho nên rõ ràng đây là điều cần thiết. Trở ngược lại, từ bốn nguyên tắc này chúng ta sẽ thớ nhập được tự tánh của trí mà có năm tự tánh. Từ năm tự tánh đó, nó biểu hiện trở thành gì?
Nó biểu hiện trở thành bốn loại trí, đó là Phật trí, Như Lai trí, Tự Nhiên trí và Vô Sư trí của một đấng giác ngộ. Đó là con đường, là cảnh giới siêu việt mà chúng ta nên phát nguyện thành tựu. Và thưa quý vị, do đó, từ đó mà chúng ta hiểu rằng, từ đó mà chúng ta hiểu rằng là Phật nói trí cuộc của Phật rất sâu vô lượng, môn trí tuệ đó khó hiểu khó vào, tất cả thanh văn cùng bích chi Phật đều không biết được. Đức Thế Tôn từng nói rằng những gì ta biết như lá ở trong rừng, những gì ta thuyết như lá ở trong lòng bàn tay. Làm sao chúng ta có thể đếm được hết lá rừng? Làm sao chúng ta cùng lắm chỉ biết được một cái nắm lá nhỏ nhoi ở trong lòng bàn tay? Hay nói cách khác, chúng ta có học Tam Tạng Thánh Giáo một cách lầu thông đi nữa thì cũng chỉ biết được vài miếng lá trên tay của Phật. Cùng trí tuệ bao la của Phật là như lá ở trong rừng, chúng ta chỉ có thở nhập chân lý mới chứng đắc được. Từ đó chúng ta mới thở nhập được là cái biết như là Đức Phật biết. Và thưa quý vị, chúng ta cần phải có cái nhân của nó. Mà ở trong kinh Pháp Hoa này nói rằng Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số Đức Phật. Đó là thân cận thiện sĩ, phải vậy không? Trọn tu vô lượng đạo pháp của Đức Phật giống mảnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp. Đây là gì? Đây là gì à? Thân cận thiện sĩ như lý tác ý dạ gì? Như lý tác ý và lắng nghe chánh pháp, pháp tùy pháp hành, đủ đầy đủ ở trong một câu này. Từ đó trọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu. Tức là gì? Là tùy theo căn tánh, tùy theo căn cơ sai biệt mà ý thú khó hiểu. Và Đức Phật đã tuyên thuyết cho người đời thở nhập được. Những phương tiện này chúng ta cần phải lãnh hội thật là khéo léo. Có một ông chú gọi cho thầy, ông hết hồn, hớt hà hớt hải, nói thưa thầy, con thật là khổ đau, con thật là hoảng loạn. Hỏi tại sao chú hoảng loạn, tại sao chú khổ đau? Nói thưa thầy, cái nhà con nó bị cháy. Thầy mới nói rằng thưa chú có mấy căn nhà? Nói dạ thưa thầy, con có 10 căn. Nhà con, thầy nói cháy mấy căn? Nói thưa thầy, cháy một căn. Vậy thì căn nhà đó có mấy người ở? Nói thưa thầy, có cha mẹ con ở, mà cha mẹ con đi ra, bây giờ chẳng biết phải làm sao. Thầy nói trời ơi, chú còn 9 căn mà có 2 người ở. Trong khi người ta có hàng chục người, có một cái nhà mà người ta có hoảng hốt như chú đâu. Hàng chục người ta ở trong một căn nhà nhỏ mà người ta không có hoảng hốt. Còn chú thì tôi còn 9 căn mà có 2 người ở mà hoảng hốt cái gì? Tự nhiên chú thấy khựng lại, à thầy nói cũng phải. Nó cháy một căn còn 9 căn không sao. Thế là tâm của ông bình tĩnh trở lại. Vấn đề bình tĩnh rồi thì lúc đó thầy mới nói, giờ đây chú bình tĩnh thì chú nên biết rằng mình phải giải quyết nó như thế nào. Tài sản tổn thất, giữ gìn nó, sửa sang nó, rồi cái gì cần phải làm thì cũng phải làm thôi chú. Không có gì phải hoảng hốt. Hoảng hốt nó chỉ sinh khổ não chứ không giải quyết được vấn đề. Như vậy thì thưa quý vị, giải thích như vậy, nói như vậy, đó là gì? Là theo thời nghi mà dẫn dắt người ta ra khỏi cái tâm phiền não, cái tâm gì, cái tâm ô trược. Nhưng có khi á là thầy cũng không đủ cái khả năng thời nghi. Không đơn giản là thưa quý vị, Phật tử gạt thầy hoài đó thôi. Nói thưa thầy á, là con có sai gì thầy dạy ngang thầy. Thế là thầy thật tình có sai thầy cứ dạy, thầy dạy biến khỏi chùa luôn. Tại vì sao? Bởi vì dạy dữ quá, gáo trà dài cán chịu không nổi bỏ chùa. Nhưng thực ra vậy thì đừng nói thế chứ. Ai báo thầy dạy rồi bỏ chùa là sao? Tức là thầy không bằng Phật, Phật không bị gạt như vậy. Nhưng Ngài A Nan nói là Đức Thế Tôn bây giờ đã đến thời. Phật nói thôi A Nan, Như Lai tự biết thời. Có nhiều lần là Tôn giả A Nan thúc giục Đức Phật làm như thế như kia, nhưng Đức Phật rầy Tôn giả A Nan, Như Lai tự biết thời, tức là biết thời nghi, cái nào nên nói trước, cái nào nên nói sau. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật,
A Hàm Nhị Thập Phương Đánh Bác, Nhị Thập Nhị Niêng Bác Nhã Đàm, Pháp Hòa Niết Bàn Cộng Bác Niệm. Đầu tiên, Đức Phật ở trong Đại Định mà nói kinh Hoa Nghiêm cho các bậc Bồ Tát, Đại Bồ Tát lắng nghe 21 ngày ở tại cõi Bồ Đề. Rồi sau đó 12 năm giải thích bao nhiêu việc, những cái chuyện quá khứ của Ngài ở trong vô lượng kiếp cớ lại cho đời, mà hôm nay chúng ta thấy biên tập tới 500 mẫu chuyện tiền thân mà ông Quán Độ đặt tên là Truyện Cổ Phật Giáo. Thực ra đó là kinh bốn sanh bốn sự. Rồi bao nhiêu việc dẫn dắt người đời cho đến khi mà căn tánh của họ thuần thục thì Đức Phật tăng lên. Cho nên 12 năm đầu nói kinh A Hàm Nhị, rồi sau đó thì sao? 22 năm để mà con người chúng ta đạt được cái tánh không vô ngã của các pháp, cho nên Ngài nói Đại Bát Nhã, gọi là Nhị Thập Nhị Niêng Bát Nhã Đàm. Cuối cùng hãy đạt được cái tinh hoa của sự giác ngộ, cho nên phải đi vào Đại Hội Pháp Hoa. Thành ra Ngài nói Pháp Hoa cuối đời tại núi Linh Thứ. Và cuối cùng kinh Đại Bát Niết Bàn, đó chính là cảnh giới mà mười phương chư Phật đều thành tựu. Cho nên rõ ràng từng thứ từng lớp rất là rõ. Còn giống như chúng ta học tiểu học, trung học, đại học rồi đến chuyên khoa, chúng ta không có cho rằng là học là tiểu học kiến thức nó mâu thuẫn với chuyên khoa bác sĩ kỹ sư, hay là bác sĩ nó mâu thuẫn với cái gì, mâu thuẫn với khoa học, không có mâu thuẫn đâu. Chẳng hạn như thế này thưa quý vị, chúng ta thấy đầu tiên loài người kiến thức là gì, là triết học mà thôi. Nhưng rồi triết học về vũ trụ, về nhân sinh quan, vũ trụ quan, và người ta chia ra là gì, là văn võ, chia ra văn võ, trong đó thiên văn địa lý mà người xưa am tường tất cả, gọi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đó là người thấu hiểu được hết mọi vấn đề và cố kết lòng nhân trở lại cho nó thành tựu. Ba gạch ở trên, ở giữa, ở dưới, gạch lại một gạch cho nó thông lại. Nó thông lại là gì? Nó thông lại là gì? Thiên, địa và nhân, gạch xuống một gạch, đây là vương, vương là vua. Chữ Hán ấy, chữ tượng hình đó, tượng trưng nó hay lắm, nó có ý nghĩa hay lắm. Nó mô tả một cái gì đó. Bây giờ giàu muốn giàu không, ai làm được gì, được không cần biết. Nhưng mà ông Biden, ông đã có 74 triệu phiếu bầu. Ở trong đó gian lận bao nhiêu phiếu, 1-2 triệu cũng chưa tính được, chưa có tòa án nào xử. Nhưng mà ở trong lịch sử, những cái phiếu bầu như vậy á, rồi cái đại bồi, cái phiếu cử tri đoàn đều nằm ở trong tay của ông. Tới gần 300 phiếu bây giờ, thì đủ thấy rằng ông đã biết cố kết cái gì? Ông đã biết cố kết cái mong mỏi của con người. Ông đã thấy được cái thực trạng khổ đau, và ông đã tập hợp được là một đội ngũ trí thức, các nhà khoa học. Làm sao mình có thể biết tất cả được? Trong khi các nhà khoa học như vậy sử dụng kiến thức chuyên môn của họ, nhờ họ tư vấn và có một đội ngũ phân tích rồi thấy ra sử dụng nó, đó là người có tài. Không ai có thể đủ thời gian làm tất cả mọi việc, mà mọi việc phải là mọi người cùng làm. Nếu như mọi người cùng làm, cái gì cũng giải quyết được. Bồ Đề Phật Quốc chúng ta bốn đại tông chỉ thành tựu được trường đại học ở tương lai, nếu chúng ta cùng làm sẽ được. Một mình Thầy Huyền Châu không bao giờ đủ sức, hay là Chư Tăng không cũng không đủ sức, mà phải là tăng, phải là ni, phải là gì? Là tứ chúng đồng tu, đồng làm, cùng làm, thì lúc bây giờ mới thành tựu. Chúng ta nhìn như vậy, đó là tầm nhìn bao quát, tầm nhìn viễn kiến. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn cực đoan ở trong một lĩnh vực, một sự thành tựu, hay là sự chăm chỉ mà làm, chăm chỉ nhiều khi phá hoại cũng có. Tại vì chăm chỉ mà không định hướng, không biết cách, không thấu rõ thì cũng trở thành người phá hoại mà thôi. Có phải vậy không thưa quý vị? Thành ra chúng ta thấy những kiến thức này đa dạng vô cùng. Thành ra thưa quý vị, từ đó mà chúng ta biết rằng những loại thời nghi thuyết pháp của Phật á, là rất chính xác, rất chính xác, không bao giờ sai. Chư thiên Phật nói như vậy, ma quỷ Phật nói như vậy, con người Phật nói như vậy, vua Phật nói như vậy. Có những lúc Phật phải chờ đợi một bà lão đi tìm con bò lạc, nhưng có những lúc là Đức Phật phải thể hiện thần thông chấn động cả mười phương pháp giới. Chúng ta làm sao có thể thấu hiểu được là thời nghi như thế nào cho phù hợp? Những điều này chỉ có Phật trí biểu hiện, còn chúng ta thì không. Ngay cả thưa quý vị, Phật tử chúng ta đi chùa góp ý cho Thầy, góp ý. Và thường các vị góp ý bằng sự chân thành. Thầy cảm nhận được điều này,
Nhưng mà tầm nhìn của các vị về một đạo tràng chưa có được đầy đủ thì làm sao góp ý cho đúng đắn được? Cho nên á, chúng ta góp ý là góp ý, nhưng dùng nó như thế nào thì hãy để cho thầy chọn lựa nó. Như vậy là chúng ta sẽ thành công. Và tất nhiên thầy chưa bao giờ chủ quan trong sự chọn lựa của mình. Lắng nghe, suy nghĩ và đều là những bài học quý giá. Đôi khi một vài Phật tử nhắc nhở, mình hiểu ra được, à thì ra nên làm như vậy. Đó là nguyện vọng chung của mọi người. Và thầy không làm cho cá nhân của mình nữa. Như vậy là mình rơi ra khỏi cái tự ngã, bắt đầu mình sẽ có được Phật trí thanh tịnh. Còn ở trong tự ngã, nó là trí của phàm phu phân biệt, không bao giờ thành tựu sự giải thoát. Cho nên chúng ta nhìn xa, trí của Phật không thể nào mà lường được. Nghe kịp không? Nghe có mệt không nè? Chúng có hiểu gì không? À, rồi, chúng ta ai ngủ không hả? À, chưa ngủ hả? Hên quá. Rồi, chúng ta thưa quý vị, như vậy thì Đức Phật mới nói rằng đó là cái lỗi trí thậm thâm, khó hiểu, khó thấu. Mà hồi sớm thầy đã giải thích cái chữ thậm thâm nó như thế nào rồi, về thể tánh của trí sâu xa như là biển cả khó dò. Phật nói rằng Xá Lợi Phất, từ ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các thứ thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sinh, làm cho xa lìa lòng chấp. Căn bản của sanh tử luân hồi khổ đau đó là chấp trước. Chấp cái gì? Chấp sáu căn, chấp vào trong sáu trần, sáu giác quan chấp vào trong đối tượng nhận thức của nó. Đây là nguyên nhân của luân hồi. Sáu căn chấp vào trong sáu trần, đây là nguyên nhân của luân hồi. Chấp nhà, chấp cửa, đó là chấp sắc. Chấp cái gì đó, danh thơm tiếng tốt. Chấp cái ăn uống, chấp sự ngủ nghỉ, chấp cái giường của mình. Có nghe, cái giường ngủ của mình ngủ chỗ khác ngủ không được. Phải vậy không? Mình quen ngủ cái giường đó cũng là một biểu hiện chấp. Có người sinh ra từ lúc thiếu thời, mẹ cho cái gối ôm, ngủ 30 năm không thể bỏ ra được. Bỏ gối ôm đó không thể nào ngủ được. Có chứ không phải là thầy nói quá đâu, thầy có nghe hết. Thành ra cái sự chấp trước nó dữ dằn lắm. Chấp tới mức mà mình chết rồi, đem bỏ xác ở ngoài nghĩa địa. Vậy mà đêm đêm mà còn thương người nằm dưới đáy mồ. Tên rã thành gì? Thành xương rồi mà còn quỳ xuống đó, tay run run ôm những nắm xương gầy. Rồi sao nữa? Rồi tới cái xương nó tan đi rồi mà còn chấp cái phách. Hồn siêu phách tán, hồn không siêu, phách không tán, chấp vô cái chất trứng trứng ở dưới mồ đó. Và tất cả những cái ai mà sinh lại chỗ đây á, đều là gì? Là người sau ta. Đều là gì? Cái hầu cái hạ ta tìm cách chế ngự những oan hồn uống tử vô đó. Thì người đây gọi là truyền tống quỷ. Chấp giới sợ như vậy. Và cứ thế khổ đau ở trong cái chấp đó. Cho nên Đức Thế Tôn dùng gì? Các món nhân duyên, các thứ thí dụ, rộng nối ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Câu này không thể nào mà chúng ta so lường. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong đạo Phật, rồi tất cả mọi hình thức, mà tất cả đều chỉ là phương tiện đạt được đạo giác ngộ mà thôi. Để ý điều đó, không cần biết mình làm sao. Có người hỏi thầy, thưa thầy, con đeo cái chân, con không xếp bằng được, con có ngồi thiền được không? Hỏi một câu như thế, đi chùa 30 năm phá sáng. Phải vậy không? Tại sao chấp vô cái chân, tại sao phải ngồi mới thiền? Lạ quá, phải vậy không hả? Thưa thầy, con ăn chay 10 năm rồi hả thầy? Phá sản. Có hôm thầy nói lại anh câu, con bò em có cái đời chưa thấy gì, cô có người 10 năm. Không giác ngộ được, giận quá, nói giờ hối thầy hối đạo thầy. Thầy nói mình còn thua con bò. Tức là chấp thêm cái nữa. Tức là giới sợ như vậy đó. Chấp dữ lắm, chứ không đơn giản đâu. Chấp tới mức mà chết rồi đồ đạc của mình ai mà đung tới là bắt đầu nối xong phiền não. Có mấy cái áo, cái áo của ông chồng tặng cho ngày xưa, ngày mà hai đứa gặp nhau đã làm nhau say sắm mặt mày, bắt đầu ông tặng cho cái áo đó vừa cất. Và chúng ta có thể hiểu rằng là gì, là cái giải yếm đào sau đó cất đó. Vậy mà tới chết mình đang niệm Phật, đang hồi hướng muốn đức hơn tự nhiên ấy, mặt mày nối xong lên này.
Thầy mới nói, ủa, tại sao các ai lục lọi gì đồ của người ta sao mà tự nhiên mạch mày nó sáng lên? Cái là, thế là thầy cho người xuống tìm ra y chang. Có đứa cháu, nó lục cái dải yếm đào. Nổi xong lên siêu thoát không nổi, làm thầy hồi hội điểm tao muốn hết hơi rồi. Tức là vừa phải thôi, làm khổ quá vậy. Cho chịu nổi phải không? Thế nên cũng phải là còn phải từ bi, thương xót. Cho nên chúng ta đi tiếp xúc những cái đó, chúng ta mới thấy cái sự chấp nó đến mức nào. Thành ra thưa vị, cái chấp Đức Phật nói này làm cho chúng sanh xa lìa lòng chấp, tức là chúng ta giải thoát. Vì sao? Vì sao? Vì Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện tri kiến và ba la mật, tức là tất cả những gì Đức Phật đầy đủ phương tiện, đầy đủ kiến thức mà giúp cho chúng ta đạt được được cảnh giới đến bờ bên kia giác ngộ, không còn rơi rớt lại nữa, hay còn gọi là đưa người ta ra khỏi điều ác và giúp cho người ta trụ vững vào nơi thiện, đưa ra khỏi nơi ác mà bỏ người ta bơ vơ chưa đạt được cái chỗ là trụ vững vào trong thiện. Chẳng hạn như có một người phụ nữ ở miền quê Việt Nam rất là cung kính ông Táo và Bình Vôi, và suốt ngày thờ ông Táo, thờ Bình Vôi. Và chúng ta đến, chúng ta nói rằng á, thờ ông Táo, Bình Vôi là một loại tà kiến mơ tín nên bỏ đi. Chuyện gì xảy ra sau đó thưa quý vị? Giảng bài pháp xong rồi chúng ta đi, và khi người ta đau khổ, người ta chẳng biết tin vào ai, không kiếm ra thầy, trong bế tắc tuyệt vọng người ta nương vào đâu? Ông Táo Bình Vôi bị thầy lấy ném mất rồi. Cho nên tại sao chúng tôi nói rằng khi chúng ta chưa đủ thời giờ để thay họ bằng một niềm tin chánh tín thì cẩn thận chứ có đạp đổ vào niềm tin của người khác. Khi đau khổ tuyệt vọng, họ không có ai cứu rỗi họ, hãy đỡ cho họ tồn tại ở trong niềm tin đó. Thấy như vậy, hiểu như vậy, đó là ba la mật. Còn chỉ thấy trước mắt mà phỉ báng. Nói rằng Đại Thừa không phải Phật nói. Như vậy lịch sử Phật giáo Đại Thừa, họ giác ngộ, họ giải thoát, mình ném vào đâu ở trong sọt rác lịch sử? Ném vào đâu? Người ta không ai Phật nói, tại sao người ta thanh tịnh chứng thánh, còn bây giờ mình còn đầy giải tham sân si phiền não? Tức là chúng ta không đạt được nhận thức ba la mật, chỉ tuyên bố những cái lời mang cái tính là nhất thời mà không thấu triệt được sâu xa. Còn trí Phật thì sao? Không bao giờ sai. Cho nên lời Phật tuyên bố cách đây mấy ngàn năm đến ngày hôm nay, không ai có thể đủ sức sửa đi một lời nào. Cho nên đó gọi là trí ba la mật. Trí này chúng ta thấy tuyệt vời không? Nếu chúng ta có cái trí này thì nó sung sướng biết chừng nào. Không bao giờ chúng ta sai, không bao giờ chúng ta có lỗi lầm nữa. Thưa quý vị, Đức Phật lúc bây giờ mới nói: Xá Lợi Phất, tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng ngại đức vô lượng ngại lực, vô sở ý, thiền định, giải thoát tám mũi đều sâu vào không ngừng mế, trọn nên tất cả pháp chưa từng có. Chúng ta hiểu cái này như thế nào? Hiểu câu này như thế nào? Hiểu được không? Đọc nghe qua chúng ta hình dung chắc là tri tiếp tục Phật nó rộng như là hư không, rồi gì nữa, rồi nó nhiều lắm, không có gì chướng ngại cái sự hiểu biết của Ngài, và Ngài không bao giờ biết khiếp sợ, phải không? Bây giờ Ngài có bản lĩnh rồi, gì nữa, rồi Ngài có cái thiền định mà ma nó hù Ngài không sợ, chẳng hạn như vậy. Là Ngài giải thoát tám mũi, tức là cái thiền định mà giải thoát tất cả mọi phiền não khổ đau, rồi đều sâu vào không ngàn mế, tức là không thể hình dung được, và trọn nên tất cả pháp chưa từng có, chỉ vậy thôi. Có phải mình hiểu như vậy không? Đọc căn đó, biết căn đó là cách hiểu dựa trên ngôn từ của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, hôm nay chúng ta học Phật Pháp, tra cứu thêm kiến thức, thì chúng ta thấy, ở đây chúng ta thấy nói rằng là gì? Là vô ngại lực, là chỉ cho cái gì? Chỉ cho thập lực của Như Lai. Thập lực của Như Lai nó ví diệu như thế nào để cho tất cả chúng sinh trong mười phương đều cầu chứng đắc? Tính chất của thập lực là như thế nào thưa quý vị? Đó là loại trí mà thấy rõ chỗ sai chỗ đúng, không bao giờ khác biệt. Thứ hai là loại trí tuệ biết rõ cái quả báo ở trong ba đời. Người đó như vậy
sinh như vậy, diệt như vậy, ăn như vậy, khổ như vậy, hạnh phúc như vậy, mọi thứ Phật đều biết rõ. Ngày hôm nay chúng ta tu tập, nhân này chắc chắn nó trở thành một cái duyên gieo vào trong nội tâm hạt giống lành, nghe qua tai thành duyên. Vậy thì chúng ta có thể không hiểu được Phật trí là gì, cũng giống như là con rùa làm sao mô tả được cảnh giới trên mặt đất, nhưng mà dẫu sao đi nữa chúng ta vẫn có khái niệm và ước vọng. Đấy là những gì mà chúng ta đang có trong hiện tại, phải không? Từ đó nó đã gieo vào trong tâm chúng ta một cái mơ ước mong mình được thành Phật. Như vậy đây là cái nhân, mà nhân này chúng ta hồi hướng tới vô thượng Bồ Đề, ở trong kiếp tương lai chắc chắn chúng ta gặp được mười phương chư Phật trợ duyên cho chúng ta. Đây gọi là gì? Là trí tuệ biết rõ nghiệp báo ở trong ba đời, quá khứ, hiện tại, tương lai, được biết rõ cái xu hướng của chúng sinh hành như vậy sẽ bị nghiệp như vậy, đọa như vậy, giải thoát như vậy. Trí tuệ thứ ba, loại thứ ba là gì? Là loại trí tuệ mà Đức Phật có thể biết tất cả các phép thiền định giải thoát. Tức là chúng ta khổ đau, chúng ta tập cái gì cho nó giải thoát? Chúng ta phiền não, chúng ta giải thoát như thế nào? Sợ hãi, chúng ta tập cái gì? Cái gì? Tức là mỗi cái phương pháp thiền định nó có năng lực đối trị một loại phiền não, mà Đức Phật đều biết hết. Cho nên tại sao Phật dạy rằng á, là lúc nào nên trí, lúc nào nên quán. Thấy không? Chẳng hạn như là trưa ăn cơm, gần tới giờ ăn cơm rồi mà thầy còn nói mình quán tới cơm là pháp hết vô bụng nói, phải không? À, hết vô bụng nói. Thành ra là nên như vậy thì lúc đó mình đừng quán, mà mình nên trí, tức là tập trung vào ở trong lời pháp. Nhưng mà thầy nói sớm giờ nói cái gì chẳng hiểu gì cả, cho nên mình trí trong trạng thái không hiểu gì cả thì lúc đó là sao? Nó ngủ luôn. Tại vì nó đã ngay ngay rồi là mình trí là nó ngủ ngay lập tức liền. Cho nên lúc nào nên trí, lúc nào nên quán? Khi tâm loạn thì nên trí, khi tâm mà nó trì trệ xuống là nên quán. Trong trạng thái mệt mỏi mà ngồi thiền thì hãy mở con mắt ra. Mệt mỏi mà nhắm mắt lại là thôi xong, hít ba hơi là thanh thiền. À, không những thanh không mà còn là kéo còi nữa, rè rè phì phò rè như vậy đó. Nó như vậy đó, nó nhiều trường hợp như vậy chứ không phải rồi gì nữa hả? Như vậy đó gọi là gì? Tất cả những cái phép, hay là chúng ta phiền não làm sao đi ra khỏi, sợ hãi làm sao ra khỏi, những loại trí này là Phật biết rõ rồi. Năng lực trí của Phật là biết rõ căn cơ của chúng sanh cao hay thấp, khó lắm. Một người căn cơ họ thấp kém mà nói những cái pháp thượng thừa vô ích cho họ, nhiều khi họ sinh tâm sợ hãi. Rồi cái người mà căn cơ thượng thừa nói những cái pháp nhỏ nhặt khiến cho họ nản không muốn học tập. Như vậy thì rõ ràng biết rõ căn cơ của người ta như thế nào, đây là một điều rất khó. Rồi gì nữa? Có trí tuệ về mọi kiến giải, tức là tất cả mọi loại kiến giải Đức Phật đều biết rõ hết, nó nên thấu hiểu như thế nào, và Phật giải thích cho mọi người biết rõ nguyên nhân. Không đơn giản đâu thưa quý vị. Một vị có chúng sanh tới hỏi Phật, hỏi các vị thì khi bàn với nhau nói rằng là hôm nay tự nhiên có một cái nguồn nước nó trôi lên, nó nóng mà nó đục, thì đến hỏi tôn giả Mục Kiền Liên, bạch ngài tôn giả, ngài có thần thông, ngài biết nước đó ở đâu, gốc của nó từ đâu sinh ra không? Thì ngài mới nói rằng á, gốc của nó là nước trên A Nẫu Đạt. Xong rồi thôi, thế là các vị tỳ kheo sầm xì với nhau, bàn ngài Mục Kiền Liên tiếng nói rằng chứng thánh A La Hán thì không được nói dối, nhưng mà hôm nay ngài nói sai sự thật. Tại vì sao? Bởi vì nước ao A Nẫu Đạt là nước trong mát, mà nước nó chảy ra đây là nước gì? Nước đục và nóng. Như vậy thì rõ ràng ngài nói sai sự thật. Vậy mà A La Hán cái gì? Ta phiền não, các vị tỳ kheo cũng thị phi như vậy hết. À, thì lúc đó họ kéo nhau tới trình với Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Mục Kiền Liên đã nói hư dối, là nước á không phải nước ao A Nẫu Đạt mà ngài nói hư dối rằng nước ao A Nẫu Đạt chảy ra. Các vị tỳ kheo trình đến Phật, Phật nói không, đó là nước trên ao A Nẫu Đạt chảy ra, nhưng nó đi qua một tiểu địa ngục
Thành ra nó mang cái hơi nóng của tiểu địa ngục, nó mang cái đục của tiểu địa ngục nó trồi lên, thành ra người ta nghĩ như vậy. À, đây là cái biết của tôn giả Mục Kiền Liên, không giải thích ngọn ngành. Thành ra đối với Phật trí thì ngài giải thích rõ đến mức mà dây leo trong rừng, con quạ màu đen, con cò màu trắng, Phật đều giải thích rõ nguyên nhân của nó tại sao. Loại trí tiếp theo là loại trí tuệ mà Phật có hiểu rõ được thực tế hoàn cảnh của mỗi chúng sinh. Đây là một điều rất khó. Phật tử chúng ta đôi khi học đạo mà chê đại hoàn cảnh, thành ra khiến cho các thầy khó dạy dỗ, khó hướng dẫn. Có một số người biểu hiện ra mình có một cái hoàn cảnh đầy đủ, sung túc như thế nào đó để cho nó thỏa mãn cái tâm sĩ diện. Nhưng cái tâm sĩ diện là tâm phàm phu, không phải tâm Phật. Người học đạo chắc trực lắm, họ không có sợ đâu, họ có sao họ sống vậy. Ở Việt Nam, thưa vị, thầy hướng dẫn có một cái chị Phật tử còn trẻ, cô này á, ban đầu cũng sĩ diện nói chuyện với thầy. Thầy mới nói: chị sĩ diện quá, chị học đạo của thầy không thành công đâu. Thầy là chất trực, nhìn thẳng vào vấn đề để cùng tu tập. Thầy không bao giờ quỳ lì trước người giàu sang, cũng không bao giờ khinh ghét cái người thơ cô, người bằng cùng. Bởi vì mục đích của thầy là truyền bá đạo giải thoát. Và thầy truyền cho một ai mà lãnh hội được đạo giải thoát là thầy thành công. Và thầy chỉ cần cái phước đó để thầy thành Phật, chứ thầy không có muốn lang thang trong ba cõi. Thành ra những cái khác không có ý nghĩa với thầy. Và lúc đó thầy hỏi: thưa thầy, tại sao thầy nói như vậy? Thầy nói: chị làm cái nghề là để cho người ta mượn xác lên đồng. Mặc dầu những doanh nhân, những người tìm kiếm kia, thông tin kia họ cho chị hàng tí, nhưng chị rất là khổ não. Và chẳng bao lâu sau, tất cả tài sản đó nó tan thành mây khói. Nó sẽ như vậy. Tại sao? Nhân như vậy, quả như vậy. À, và có một vài người nói: thưa thầy, chị này á, là tay to mặt lớn, tìm kiếm và nài ní dữ lắm, chứ không dở thầy. Thầy nói đó là chuyện của họ, nhưng pháp nó như vậy, là như vậy, không đường nào khối. Quá nhiều một thời gian, phụ giờ thằng sau y chang, bắt đầu rơi vào chỗ khốn cùng. Thầy nói: chị phải nên đối diện ngay lập tức với nghiệp của mình. Và thưa thầy, con nên đối diện với cái gì đầu tiên? Thầy nói rằng một người chồng không có hôn thú của chị phải nên từ bỏ. Tại vì sao? Bởi vì á, cái người chồng đó không có hôn thú, mà họ đã bỏ vợ của họ để mà lấy chị làm vợ. Bởi vì họ sẽ đếm cái gì thầy không biết, nhưng mà còn không thì phải bảo họ là phải ly hôn với vợ của họ mới lấy chị. Họ chấp nhận như vậy là tình thương thật sự. Đó là điều đầu tiên mà chị phải đối diện. Một thời gian bắt đầu nghe lời, nói: thưa thầy, con từ bỏ, con không muốn làm ảnh hưởng hạnh phúc của ta. Và bắt đầu phát nguyện đối diện với nghiệp tu hành. Thưa vị, ngày hôm nay á, thời gian 5-6 năm, một con người hoàn toàn khác hẳn. Mọi thứ thanh tịnh, an lạc, hoàn cảnh trở nên đầy đủ, tâm tư bắt đầu vững chãi và bắt đầu được người ta kính trọng một cách thật sự. Cô Phật tử này gần đây nói: thầy đã tái sinh ra cuộc đời của con. Nếu như không có lòng từ bi dẫn dắt của thầy thì con vẫn sống mãi ở trong ảo giác của danh lợi, trong sự tôn trọng vớ vẩn của thánh thần. Cho nên chúng ta thấy đạo Phật chúng ta kỳ diệu ở điểm này. Đừng sợ cái hoàn cảnh thực tại của mình, hãy đối diện mà tu tập là chúng ta sẽ khắc phục được, sẽ chuyển hóa được. À, biết rõ phương pháp, phương hướng và kết quả tác động của mọi quy luật, đây chính là loại Phật trí, cái khả năng thứ bảy của Đức Phật. Quy luật tồn tại, quy luật của mọi việc nó như vậy Đức Phật đều biết rõ. Năng lực thứ 8 đó là năng lực thấy biết tất cả mọi hiện tượng. Chúng ta có thể dùng chữ là thiên nhãn vô ngại của Phật. Và thứ 9 là gì? Là biết rõ cái kiếp sống quá khứ của chúng sinh, tức là túc mạng thông đều biết rõ. Thứ 10 là gì? Thứ 10 là có thể đoạn trừ tất cả tập khí vô minh. Đây gọi là gì? Đây gọi là 10
trí lực của Phật mà chúng ta quen dùng một cái chữ khác, đây là thập lực. À, ngoài ra Đức Phật còn thành tựu cái gì nữa? Còn thành tựu bốn loại vô sở úy mà chúng ta thường gọi là nhất thiết trí vô sở úy, lậu tận vô sở úy, thuyết trước đạo vô sở úy, thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Bốn loại vô sở úy này chúng ta quen dùng chữ là tứ vô úy. Tứ vô úy nghĩa là gì? Nghĩa là Đức Phật nói ta biết tất cả, nhưng có người đời nói rằng Ngài không biết tất cả. Đức Phật không có sợ hãi điều này, bởi vì sự thật Ngài biết tất cả. Còn chúng ta nói ta biết tất cả, nhưng có người ta chỉ trích nói rằng anh không biết tất cả, chị không biết tất cả, và chúng ta sẽ sợ hãi, bởi vì thực sự chúng ta không biết tất cả, mà chúng ta hư dối, cho nên mới sợ như vậy. Chúng ta chẳng sợ gì cả, cứ đối diện với công việc, đối diện với thực tế mà sống, và ai thương cũng được, ai ghét cũng được, mình cứ chân thật hành đạo là nó sẽ thành tựu. Đạt được cái gì? Là vô sở ý. Mình không biết thì mình học, không có việc gì phải xấu hổ khi người ta nói mình không biết. Chỉ có một điều rằng là mình không biết mà nói biết, đó mới chính là xấu hổ. Phải vậy không thưa quý vị? Chúng ta học đạo như vậy, với tinh thần như vậy là chúng ta giác ngộ được vô lậu tận. À, lậu tận vô sở ý, tức là Đức Phật nói ta không còn tái sanh, ta không còn tham sân si. Có ai chỉ trích đi nữa thì Phật cũng không sợ điều này. Thứ ba là thuyết trước đạo vô sở ý, tức là tất cả những cái lý do mà người ta bị đọa lạc trong sinh tử, Phật chỉ cho họ con đường giải thoát. Người ta nói rằng đường như vậy không đúng, không đúng, Phật không có hồ nghi, không lo sợ rằng mình đã hướng dẫn sai nữa. Và cuối cùng là gì? Là thuyết tận khổ đạo, tức là con đường chấm dứt khổ đau, đạt được niết bàn một cách tự tại của Phật, đến không còn lo sợ nữa. Đây gọi là tứ vô sở ý. Ngoài ra Đức Phật cũng còn thành tựu. Thành tựu gì? Tám bội xá, mà chúng ta gọi là tám giải thoát môn. Tám giải thoát môn gọi là gì? Đầu tiên là nội hữu sắc, quán ngoại sắc giải thoát. Nội vô sắc, quán ngoại sắc giải thoát. Tịnh giải thoát thân, tác chứng cụ túc trí. Không vô biên xứ giải thoát, thức vô biên xứ giải thoát, vô sở hữu xứ giải thoát, phi tướng phi vi tướng xứ giải thoát. Và cuối cùng là diệt thọ tướng định, tác thân chứng cụ túc trú. Đây là tám giải thoát môn, mà nếu các vị nghe nữa có lẽ rằng là không đủ sức để đi ăn cơm. Cho nên chúng ta chỉ hiểu ngang đó, nôm na là như vậy. Và thưa quý vị, ở trên phương diện này á, thì Đức Phật nói cái gì? Ở trong kinh Bali, Đức Phật nói bốn câu kệ mà thầy cớ lại cho các vị nghe. Đó là gì? Nay mở rộng ở trong chúng cửa trường sinh bất tử, hỡi những ai có tai hãy nghe và từ bỏ tà kiến. Tuyệt vời không? Một câu nói rất là gần gũi, tức là nay mở ở trong cái đại chúng này, ta khai sáng, ta mở ra con đường bất tử, mà tất cả những ai có lỗ tai, không phân biệt đó là ai, những ai có lỗ tai thì hãy nghe lời này mà từ bỏ tà kiến. Bởi vì tà kiến sẽ tạo thành cái màn vô minh nhấn chìm chúng ta ở trong khổ não. Khi nào chúng ta hết tà kiến, tức là xây dựng chánh kiến, thì chúng ta mới có được giải thoát. Mà muốn xây dựng chánh kiến là chúng ta phải gì? Chúng ta phải đi học đạo mà thôi, phải đến Bồ Đề Phật Quốc thực hiện bốn đại tông chỉ mà thôi. À, rồi có người nói rằng thưa thầy, con rất là muốn thực hiện bốn đại tông chỉ, nhưng mà hôm nay là trời tối nhanh quá. Thầy nói được rồi, con cứ ở luôn trong bóng tối thêm mấy kiếp nữa đi. Có người nói thưa thầy, cho con gặp thầy, con có cái chuyện gia đình rất là khổ đau, thưa thầy, thầy sắp xếp cho con một cái thời gian, thầy lấy hay tìm cái giờ. Nó thưa được rồi, thầy bỏ bớt công việc, hẹn với cô 3 giờ chiều mai. À, tối lại cô gọi, thưa thầy, ngày mai con thấy thời tiết báo trời mưa, xin thả cho con giờ khác. Chịu nổi không? Nó điên lên liệt, nó phát điên lên luôn, không phải dở, nó phát điên lên đó, không muốn nói gì nữa. Rồi có một người gọi ta, thưa thầy, ngày mai thật rảnh không? Con nhất định phải gặp thầy. Thưa thầy, thầy là một bậc cao quý, con có cái này thưa thầy. Thưa thiệt là lâu, trong khi đang cầm, đang làm việc, đứng chờ, thưa thiệt là lâu. Thưa thầy, con có một quyển kinh đại thừa muốn cúng dường cho thầy. Thưa thầy, thầy nói rằng ở diễn Phật học Bồ Đề Phật đâu có thiếu nguyên kinh nào. Thưa thầy, đây là kinh đại thừa đó thầy, con rất là trân quý thưa thầy.
cứ thương hoài, thương quỷ không chịu bỏ máy xuống, nó cho thầy nghỉ trong xíu nữa thầy làm việc. Dạ thưa thầy. Không điên lên mới hay à. Thành ra là nhẫn ba la mật chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Thành ra trên cuộc đời hàng pháp nó như vậy. Và thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới tuyên bố một câu rằng là gì? Là này Xá Lợi Phất, ta từ thành Phật đến nay dùng các món nhân duyên thí dụ mà giúp cho tất cả chúng sanh rời khỏi lòng chấp. Và Xá Lợi Phất, tri kiến của Như Lai rộng lớn lâu xa, đức vô lượng, vô ngại lực, vô sở ý thiền định giải thoát tam muội đều sâu vào không ngàn mế, trọn nên tất cả chưa từng có. Đây là những gì mà Đức Phật nói mà chúng ta thấy thật là khủng khiếp. Và khi chúng ta phân tích ra, chúng ta mới thấy được Phật trí bao la thầm thâm tới mức nào. Xá Lợi Phất, như nay ta, nay Như Lai hay các món nhân duyên khéo nói các pháp lời lễ êm dịu vui đẹp lòng chúng. Xá Lợi Phất, tôn yếu mà nói vô lượng vô biên pháp vị tăng hiếu đức Như Lai thấy đều trọn nên, tức là trọn thành tựu. Đức Phật nói như vậy, nhiều quá nhiều quá. Nào là đủ thứ, nào là thập lực, nào là gì, nào là bốn vô sở ý, nào là bát giải thoát, nào là năm tự tánh của Phật trí, nhiều quá nhiều quá. Cho nên á, Phật thấy giờ không biết phải nói bao nhiêu nữa, cho nên Phật bèn đột ngột nói thôi thôi Xá Lợi Phật. Chúng ta thấy hay quá phải không ạ? Lúc đó Đức Phật thôi thôi, nó nhiều quá, bây giờ cỡ bao giờ cho hết đây. Cho nên Phật nói thôi thôi Xá Lợi Phật, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì đến giờ đi ăn cơm. Bởi vì hồi hướng nguyện đem công đức này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.